Sao rồi? Ôi, có quỷ, có quỷ. Tí ơi, có quỷ, nó lên vào kìa. Ôi, chị gái ơi. Trong tối lắm. Ui chị ơi. Cẩn thận nhé anh em nhá. Ui. Ui. Đây, đây thấy chưa? Ui mẹ ơi con sói tinh. Ui phải không? Con quỷ chú à? Con này con quỷ chú ơi cho mày nhìn cái mặt nó này. Ui ơi. Ui chú ơi chú ơi. Ui. Ui. Ai. Ui ơi. Ui nó né giỏi thế. Ai. Ui. Ui. Ai. Ui. Nhanh thế. Ai. Ai. Ui bà này vừa bị nôi ở đâu về đấy. Ui dồi ôi. Sói tinh nhỉ. Ui, cô gái cả nó bị ăn nó luôn chẳng trùng bụng luôn. Tinh nhìn nhầm ơi. Ngước bụng lên ơi. Cái răng luôn này, răng cái này. Ui. Mày, ai à, ai nó cắn nó rồi. Ây à. Mày. Các bà kia nó bị chết rồi anh em nhá. Cắn cái ui. Cái gì đây? Ui, cái lưới thợ săn bẫy con hồ ly này. Cả lắm con bị dính lưới rồi. Ui, lưới thợ săn đi anh em ơi. Ui, bây con hồ ly nó dính lưới vào thôi. Con tròn được cái lưới vào rồi. Ui kìa, như nó nằm bên trong kìa. Ôi, kìa, ôi. Ui, nó nằm bên trong lưới anh em ơi. Mày. Cái gì màu xanh ấy nhỉ ơi. Ui, nó dính nữa. Ui, kìa, nó dính nữa. Ui, nhà mày nó dính nữa rồi. Wow. Ui, mặt nó lên này kìa. Ui, mày đây. Ui, nó dính nữa. Ui. Ui, dính nữa rồi. Ôi, cái thằng cũng một ông thợ săn đâu bắt con hồ ly rồi. Thế con thằng kia anh em ơi, con thằng kia dính lưới anh em ạ. Thằng thợ săn đi săn bọn này rất là nhiều mà, nhưng mà vẫn chưa tìm được nó. Này anh em, cái gì này? Đây là bom ấy, bom trôi này, con hồ ly vào vẫn nổ ấy. Nhưng mà khả năng con hồ ly nó sống khỏe, nó không chết được. Nó lùi rồi luôn. À, ui, đúng con thằng kia anh em nhé con. Ui, vẫn là con vẫn là nó. Dạ. Ui này. Vãi trời thật. Chết. Cái gì đây nhỉ? Vậy là tay người. Hay là thay thợ săn. Ui, khi nào mà nó ăn mất. Ui, bẻ khán thợ săn rồi anh em ơi. Hình như thợ săn bị ăn thịt rồi nhỉ. Ôi. Ui. Ui bẻ mày. Khả năng thợ săn đi săn hồ ly, bị hồ ly ăn thịt rồi. Tại thợ săn này chắc không có kinh nghiệm. Ui, để. Nhà mày đúng nhá. Khả năng rất cao là đây, bàn tay giáp này đúng thợ săn rồi anh em nhá. Ui. Thợ săn bên thì rồi anh em nhá. Thợ săn này thợ săn Xuân ngu. Ui kìa đây. Ui. Con gì đây? Hình như lại là sói tinh. Anh nhìn nó loáng qua phát răng đỏ, hình sói tinh sao ấy? Hình như nó có cả cái nông gì đấy. Nông cổ của nó sao ấy? Ôi quá trời thật. Ui. Ui thấy chưa? Đúng rồi đi anh em nhá. Đúng rồi đi rồi. Ui. Sức mạnh của đây giờ khỏe lắm. Thấy đạn đập chết luôn. Quái trường thật. Ui, phi rồi. Vào anh em ơi. Phi vào luôn. Về nhanh luôn anh em ơi. Nhanh này vào luôn anh em ơi. Vào nhau. Bây giờ mình sẽ vào đập trước này. Đây phi vào luôn. Vào đi anh em ơi, vào đi. Đập luôn anh em ơi. Mày. Ui, bây giờ. Ui,
có trong lưới đâu. Nó vừa đây mà. Ui ôi, tàn xương sợ săn này, xương đầu lâu với xương chéo của sợ săn này, khả năng con này nó nhai cái xương, chỉ có mỗi đầu không có những xương sống thôi. Mẹ con này rất là khỏe nhưng mà từ khi chắc khả năng cái thợ săn này cũng có sức mạnh, nhưng mà bị loạn thịt rồi, bây giờ nó nội công của con hồ ly, con quỷ chúa, con sói tinh này nó có sức mạnh khỏe hơn. Vừa trội ấy vẫn kêu ấy. Ủa, tôi kêu nó gì anh em nhở? Rồi chưa về nhà. Ui 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 ui, nó gọi gió, gọi gió về rồi, ui nó gọi gió về rồi, ui ui ai thật, ui nó gọi gió về anh em ơi, ai thật. Nó vừa khuê rồi, chắc chắn khuê. Thế không? À, ra nhau rồi. Anh em thấy tiếng gió, tiếng trên ngọn cây không? Nó tung trên ngọn cây kìa anh em nè. Có thấy trong giếng em ơi. Bạn có thấy trong giếng cổ. Giếng đi. Nhiều con quỷ anh em, không phải, nhiều con quỷ anh em ơi. Đây con quỷ anh em ơi. Con rất có thể là con quỷ nó biến thành có tiếng giọng, giọng con quỷ anh em ơi. Tay, cái máu, cái máu em ơi. Ôi đồ. À thế nào. Cái gì? Hình như cô gái, hình như cô gái. Ôi cô gái, cô gái, cô gái, cô gái. Thằng con này không, cái chúa chứ chú tinh em ạ. Ui ui chết rồi, chết chết rồi, chú tinh, chú tinh đấy, sao rồi, sao rồi. Đi đây, đi đây, sao đây, sao rồi, ui đi đây, ui sao rồi, ui 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 ui